vẫn là Văn Huynh. Tình huống chết đến vào bàn thắng của Văn Huynh. Tỷ số đã được rút ngắn chỉ còn 2-3 dành cho các cầu thủ khí Cà Mau. Tình huống mà Văn Huynh đã có một khoảng thời gian rất lâu để hơi mạo hiểm thuộc việc bạn mất bóng nữa rồi. Vẫn đang là các cầu thủ áo xanh. Cơ hội 2-0. Và đó là tình huống ghi bàn của Hoàng Hải. Rất nhanh thì các cầu thủ Cabeco đã hở ra rất nhiều những khoảng trống. Và phút đạo diễn đội bóng đến từ An Giang đã khai thác triệt để. Lại là Duy Cả. Hoàng Hiệp. Cơ hội bao lời. Đã có bàn thắng mở tỷ số dành cho các cầu thủ FC Lộ 19. Và người ghi bàn đó là Trường Lâm. Một pha di chuyển không bóng thông minh của Trường Lâm. Bóng được hướng đến vị trí của anh ở cột xa và pha đệm lòng. Bóng khẽ. Gần 5 bàn thắng. Quý em, bàn thắng dành cho các cầu thủ FC. Kamakot đã có pha chạm bóng rất tinh tế ở tình huống vừa rồi. Hoàng Hiệp. Như vậy là đã có tình huống đưa bóng xé lưới đối phương của các cầu thủ FC Lộ 19 rất đẹp mắt cho cú dứt điểm vừa rồi. Rất bất ngờ và ra chừng thừa quý vị các bạn rất nhanh đến từ cầu thủ mà chảo số 8 Hoàng Hiệp. Quỹ đạo bóng đi là rất đẹp.